Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm hơn 1.000 tỷ đồng 12 năm chưa sử dụng. Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm hiện có số dư 1.000 tỷ đồng, 12 năm chưa chi đồng nào và ít có khả năng phải dùng đến là con số đang rất được chú ý trong quá trình thảo luận dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Như quy định của luật hiện hành, quỹ này được thành lập để bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm phá sản hoặc mất khả năng thanh toán. Nguồn để lập quỹ được trích lập theo tỷ lệ phần trăm theo phí bảo hiểm áp dụng đối với tất cả hợp đồng bảo hiểm. Phân tích của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho thấy sự tương đồng giữa quỹ dự trữ bắt buộc và quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Quỹ dự trữ bắt buộc là từ trích 5% lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp do cơ quan bảo hiểm quản lý. Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm hiện là trích 0,3% và tài khoản do Bộ Tài chính quản lý. Việc duy trì đồng thời cả hai quỹ với cùng một mục tiêu là không cần thiết, tạo gánh nặng cho cả doanh nghiệp và người tham gia bảo hiểm vì số tiền trích nộp đã được tính theo tỷ lệ phần trăm của phí bảo hiểm do bên mua đóng theo hợp đồng. Việc tính toán cân nhắc để có những quy định chặt chẽ khả thi hơn để bảo đảm những quyền lợi của người tham gia bảo hiểm, tránh rủi ro và giải quyết được những bất cập thực tiễn đang diễn ra cũng là điều kỳ vọng sẽ được sửa đổi trong luật lần này. Dự báo nguy cơ thiếu điện từ tháng 4. Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ khó khăn trong cung ứng điện toàn quốc giai đoạn 2022-2025, dự báo tăng trưởng nhu cầu điện năm 2022 là 11,5% và các năm 2023-2025 bình quân là 10,36% một năm. Đặc biệt đối với khu vực miền Bắc, nơi nhu cầu điện chiếm gần 50% toàn quốc và dự báo tăng trưởng cao hơn bình quân cả nước. Đối với khu vực miền Trung và miền Nam, dù đáp ứng cung ứng điện trong cả giai đoạn 2022-2025 nhờ tập trung nhiều vào nguồn điện gió và điện mặt trời, song những trường hợp nhu cầu điện tăng trưởng theo kịch bản cao hoặc các nguồn điện lớn bị chậm tiến độ thì vẫn tiềm ẩn khó khăn. Tiếp tục thu phí ô tô ra vào sân bay. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam vừa có quyết định về mức thu phí đối với ô tô ra vào sân bay trên toàn hệ thống cảng do đơn vị này quản lý khai thác, áp dụng từ ngày 1 tháng 4. Theo đó, với sân bay có tần suất cao như Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Nội Bài, Hà Nội, Đà Nẵng, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam sẽ thu 10.000 đồng một lượt cho xe dưới 9 chỗ, 15.000 đồng đến 25.000 đồng một lượt cho xe từ 10 đến 30 chỗ ra vào trong 10 phút. Các xe ra vào quá 10 phút sẽ áp dụng mức phí dịch vụ sân đậu ô tô được Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam đăng ký. Xe đăng ký dịch vụ dừng đỗ không thường xuyên như xe buýt, xe của tổ chức hoạt động kinh doanh tại cảng hàng không áp dụng mức phí từ 100.000 đồng cho đến 720.000 đồng một tháng tùy loại xe. Các loại cảng hàng không còn lại, mức phí trong 10 phút đầu tiên là 5.000 đồng, 10 phút tiếp theo tăng thêm 5.000 đồng và mỗi 2 giờ tiếp theo tăng thêm 5.000 đồng. Khách Việt rộn ràng xuất ngoại. Theo các doanh nghiệp, số lượng khách hàng liên hệ để tư vấn thông tin, tìm hiểu giá cả, lộ trình tour tuyến đi nước ngoài tăng nhanh và đã chốt được kế hoạch lên đường trong mùa hè này. Đại diện lữ hành Sài Gòn Tourist cho biết, sau 2 tuần Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế, các đoàn tour đưa Việt Nam đi Dubai, Maldives, Mỹ đã lên đường. Công ty du lịch Viettravel cũng đang khai thác các loạt sản phẩm du lịch nước ngoài đến Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, Thái Lan, Maldives. Xu hướng khách đi du lịch nước ngoài tăng trưởng nhanh là tất yếu sau thời gian ở nhà. Hơn nữa, ngày càng có nhiều quốc gia mở cửa biên giới với các điều kiện cởi mở hơn. Theo các doanh nghiệp, việc mở cửa du lịch trở lại là chủ yếu dựa vào khả năng xoay sở, mối quan hệ của doanh nghiệp, nhưng chương trình quảng bá hay các hoạt động xúc tiến chưa thực sự khởi động. Ngoài ra, một số quốc gia vẫn duy trì chính sách cách ly với người nhập cảnh nên vẫn còn nhiều rủi ro chưa lường trước. Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 3 năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng 41,4% so với tháng trước và cao gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2021 do Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn du lịch, nhiều đường bay quốc tế đã được hồi phục.